sau khi mà chúng ta đã đăng nhập vào Zoom, chúng ta sử dụng cái phần mềm này và chúng ta đã thấy được ở phía trên màn hình là cái bảng của cô đã chia sẻ với lớp học. Vậy thì chúng ta có thể là kéo từ bên phải qua bên trái màn hình. Đấy thì chúng ta thấy là có những cái thành viên đang cùng tham gia lớp học. Thì chúng ta sẽ chọn vô màn hình và các bạn chọn ở phía dưới này nè. Các bạn sẽ chọn vô đây. Thì trong này nó có rất là nhiều thành viên tham gia. Thì trong đó có mình là có chị Vi. Các bạn click chuột vô, hoặc là các bạn click tay vô cái màn hình điện thoại thì các bạn thấy cái chữ rename đổi tên. Vậy tại đây thì các bạn sẽ đổi lại cái tên, đổi lại tên của mình. Rồi ví dụ như là các bạn đổi thành Nguyễn Hùng 6 7, đấy ví dụ như vậy. Đó, thì các bạn đã xong, và ở bên cái phần của giáo viên sẽ thấy được cái tên của bạn đã đổi lại là Nguyễn Hùng 67. Đấy, như vậy thì các bạn đã thấy là đổi tên rất là đơn giản.